Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một món canh nhé. Đó là canh trứng đậu. Đây là sản phẩm của mình. Sau đây mình xin trình bày cách làm cho các bạn xem nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị đó là đậu phụ, trứng, gà. Các bạn dùng một quả hay hai quả là tùy các bạn nhé. Và cà chua. Và đây là một chút hành khô. Và đây là hành lá và thì là các bạn ạ. Nếu bạn nào không có nhu cầu ăn thịt là thì các bạn không cho cũng được nhé. Chỉ cần hành lá thôi. Bây giờ mình tiến hành cách làm. Cái canh trứng này thì tùy các bạn. Nếu các bạn thích ăn đặc thì các bạn cho hai quả trứng. Còn không thì các bạn chỉ cần cho một quả trứng thôi. Đấy, cái hành khô mình thái miếng như thế này. Các bạn chuẩn bị các nguyên liệu trước thì sau đó các bạn làm rất là nhanh. Canh thì các loại rau thì cũng rất là nhiều loại rau đúng không ạ? Rất nhiều kiểu nấu. Nhưng đôi khi mình cũng đổi một số vị đi. Thì hôm nay nhà mình ăn món canh trứng nấu đậu thì sau đó mà mình cũng muốn phổ biến với các bạn. Đấy, hành lá thì các bạn có thể thái khúc ra dài khoảng 2 cm cũng được các bạn ạ, hoặc 1 cm, đấy là tùy vào con mắt thẩm mỹ của các bạn. Đây là nhà mình ăn được thịt là thì mình cho vào vì nó có trứng, nó tanh thì mình cho thịt là vào cho thơm. Còn nếu các bạn không thích ăn thì các bạn cho hành lá thôi nhé. Đấy, đậu phụ các bạn cũng thái miếng ra. Các bạn thái miếng mỏng hoặc dày đấy là tùy các bạn. Còn thực ra là lúc canh thì nên là thái nhỏ thôi đúng không ạ? Đấy, sau khi các bạn đã chuẩn bị các nguyên liệu xong, gia vị và nguyên liệu chính đã xong thì bây giờ các bạn tiến hành cho lên bếp nấu thôi. Thì các bạn cho ăn ra ít dầu hay nhiều dầu đấy là tùy các bạn nhé. Thì mình vẫn phải cho một chút vào bởi vì là để mình còn xào cà chua. Bạn có thể cho một thìa ăn phở thôi. Thì các bạn, các bạn cho dầu vào, sau đó các bạn cho cái hành khô các bạn vừa chuẩn bị đấy, các bạn cho vào đảo vàng nó lên. Đảo vàng nghĩa là tạo mùi thơm đấy. Mình để hơi to nửa bị cháy. Sau đó đến khi vàng hành rồi thì các bạn cho cà chua vào xào nhé. Xào sau đó các bạn cho khoảng một muỗng hay hơn một muỗng gia vị vào để cho nó ngấm gia vị để cà chua nó nhanh mềm các bạn ạ. Thì vì thằng nào mình cũng phải nấu cà chua nó mềm ra mà. Đấy, các bạn cho gia vị và các bạn đảo cùng thì cà chua rất là nhanh. Ngấm muối vào. Đấy, nó đã nát rồi đấy các bạn. Đấy, mình đảo nó nát luôn. Thì bây giờ bắt đầu các bạn cho nước vào nhé. Thì như thế này thì với lượng như thế này thì các bạn có thể cho đến 1 lít nước. 2 quả trứng và 2 quả cà chua các bạn có thể cho 1 lít nước. Nhưng đây nhà mình ăn ít canh thì mình chỉ cho khoảng 500ml, 700ml thôi. Nghĩa là các bạn nấu với lượng nước làm sao mà nó phù hợp với nhà mình ăn nhiều hay ăn ít. Chứ các bạn cũng đừng lên nhiều quá rồi không ăn hết rồi đổ đi rất là lãng phí. Đấy thì mình cho 2 quả trứng. Đây có những cái đen đen này là do vừa nãy mình cho hành nó mạnh nửa quá. Do vậy mà nó hơi bị cháy nhưng không sao các bạn ạ. Đấy các bạn quấy đều lên. Mình đã xong một sản phẩm canh trứng rồi đấy. Thì các bạn lại cho đậu vào như thế này. Sau đó các bạn để cho nó ngấm sau đó đun sôi. Thì các bạn đun cái này mà sôi thì chỉ còn sôi khoảng 3 phút đến 5 phút thôi nhé các bạn nhé. Là ok, bởi vì trứng cũng rất là nhanh chín. Và đậu thì cũng là chín rồi, mình chỉ cần cho vào để cho nó ngấm mắm muối thôi. Đấy. Thế là các bạn đảo lên. Và bây giờ các bạn cho hành vào. Các bạn vặn nhỏ nữa, các bạn cho hành cho mì chính vào nhé. Nấu canh mà. Thì cái hành này cũng không nên là khi mình cho vào đây các bạn tắt bếp luôn nhé.
Một là tắt bếp, hai là các bạn cho thật nhỏ nửa đi thôi, sau đó các bạn tắt luôn thì là xong. Chứ mình cho chín quá hành cũng không ngon, vì hành thường chỉ ăn tái thôi đúng không? Và thực hành thực phẩm rất là dễ chín. Đấy, sản phẩm canh trứng của mình đã xong rồi, rất nhanh đúng không các bạn? Thế là cho ra mình được một tô canh trứng cho cả nhà ăn rất là ngon, canh trứng đậu ạ. Đấy, sản phẩm canh trứng đậu của mình đến đây đã hoàn thành. Xin chúc các bạn làm và thành công nhé. Để có món canh trứng đãi cả nhà rất ngon các bạn ạ. Canh này thường thường là ăn về mùa đông thì nó hợp hơn, bởi vì là canh này thường thường là phải ăn nóng đúng không ạ? Đấy, mời các bạn cùng thưởng thức. Rất ngon, trông thật là hấp dẫn đúng không ạ? Xanh xanh đỏ đỏ. Video của mình đến đây đã xong rồi. Nếu các bạn theo dõi video của mình mà thích thì nhớ ấn like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé. Đăng ký để được theo dõi những video gần nhất của mình. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.